Kính thưa quý vị, hôm nay các mình sẽ đến Đà Lạt. Ngày hôm nay là ngày thứ hai nha quý vị. Các mình sẽ ghé bánh canh Dung. Ngày hôm qua là chi nhánh 2, bây giờ là chi nhánh 1 nha quý vị. Rồi xin mời quý vị theo chân Khánh Bình và review cho quý vị nha. Rất là nổi tiếng thì không cần phải review, nhưng mà các mình sẽ review cho tất cả những anh chị nào mà ở nước ngoài, ở đâu xa chưa đến Đà Lạt thì sẽ ghé quán của bà chị Bình nha. Xin mời cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, Đà Lạt thân yêu. Hello cả nhà, đêm qua thì cái mình ghé chi nhánh 2, bây giờ chi nhánh 1 quý vị, tại của chị 15 Trần Hưng Đạo quý vị, thành phố Đà Lạt quý vị ơi. 15 Trần Hưng Đạo thành phố Đà Lạt nha. Bánh canh Dung của bà chị nuôi Khánh Bình nha. Đấy, xin mời quý vị nha. Đây bánh canh chả cá, bánh canh Dung nha. Cầm lấy bàn đi em, 6 người. Ca sĩ Phú Quý, mẹ Phú Quý, Kim Thoa. Đây số 15 Trần Hưng Đạo nha quý vị. 15 Trần Hưng Đạo nha. Ăn bánh canh chi nhánh 2, chi nhánh 1. Dạ. Hello. Đi vô đây nè con. Đây bên cái mình là ghé chị Dung mình. Đi chụp hình đi chơi thôi à. Dạ. Đây mình ghé chi nhánh 2 nè, chi nhánh 1 nữa vị. 15 Trần Hưng Đạo nha. À tối là chi nhánh 2. Cái quán này là mình mà mấy năm nay là ăn ở đây không à, khách hàng các anh em nghệ sĩ đâu ăn ở đây không à. Đó, ở đây thì có gia đình Phú Quý, ca sĩ Phú Quý cũng đến đây ăn, rất là đông nha. Sáng đông nữa. Quá bự quá ha. Cho mấy cái mắm vô, cho mắm đây luôn. Có. Thôi, lát ăn này ha. Táo nhỏ này, táo nhỏ đó. Cái hồng kìa, hồng quá trời trái kìa. Thật cái hồng bệnh được vị thấy không? Cái hồng nè. Xanh lục. Cá dầm chả cá. Cái nước mắm này ngon quá trời. Cái heo, cái trái heo đi. Cho súp vàng thôi. Đây là cái đầu chi bên ngoài. Cái giò. Thấy không, cái giò không? Để bên cá, đây cá. Cá nhiều lắm. Nhiều dữ à. Cái sớt coi cho ba. Đâu có người nào thế nào ơi. Đó. Cá ăn đi con. Cái này da heo nha. Cái này là heo. Dạ không? Đó, đủ thứ chưa mình. Nó cũng sửa cơm. Sửa với ăn cơm mà. Không biết cái gì chứ. Cây được không? Cơm cũng dập. Dạ. Đầu cá ngon quá nha. Khách vô đông nha. Cắt cơm với chân ngồi nè. Ngon Phú Quý. Dạ ngon quá. Đúng ngon giọt cuối cùng nè. Không có bị mập. Ăn cá đồ không bị mập. Đặt cái đầu mình. Ăn cá rất là tốt nha vị. Chúng ta mình biết được chúng ta mình. Chúng ta mình kỷ niệm. Thôi mời. Thành đi. Ok. Rồi. Đúng rồi, canh canh sắc màu á. Trứng gà rồi. Trứng gà. Trứng gà. Các bạn ăn nghe được phải không?
cá này nó dinh dưỡng như lắc luôn. To quá, to quá nè, đông quá cái này đây, 15 chàng hướng đạo nha quý vị. Em bye bye nghe bà chủ, chào chị quý vị, nhớ 15 chàng hướng đạo nha quý vị, thành phố Đà Lạt nghe, và số 3, 30 tháng 4, chào, phường 3, thành phố Đà Lạt. Không, cái nhà quá đông quá nha, đông lắm mấy nhà ơi, đây.